Văn Khang trên con đường trở thành văn hậu mới, tiền vệ 19 tuổi, Khuất Văn Khang sẽ trở thành cầu thủ trẻ tiếp theo. Thi đấu cho 4 cấp độ đội tuyển Việt Nam trong cùng một năm. Đó là điều mà đoàn văn hậu từng vinh dự trải qua cách đây 5 năm về trước. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 31 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu gặp Singapore ngày 21 tháng 9 và Ấn Độ ngày 27 tháng 9. Một trong số đó là tiền vệ Khuất Văn Khang tiền vệ 19 tuổi sẽ là gương mặt trẻ nhất trong đội hình đội tuyển Việt Nam lần này. Theo kế hoạch, Khuất Văn Khang sẽ thi đấu cùng đội U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2023 trong tuần này. Theo đó, U20 Việt Nam sẽ gặp Hong Kong, Timor Leste và Indonesia trong các ngày 14, 16 và 18 phần 9. Ngay sau đó, Khuất Văn Khang sẽ từ Indonesia về thành phố Hồ Chí Minh để hội quân với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo xem Khuất Văn Khang như một sự chuẩn bị cho tương lai. Có thể, Khang sẽ không được thi đấu hoặc ra sân với số phút ngắn ngủi trong hai trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam gặp Singapore và Ấn Độ. Dẫu sao, điều đó vẫn là trải nghiệm đáng giá với cầu thủ mới 19 tuổi như Khuất Văn Khang. Như vậy, Khuất Văn Khang đã được tập trung và thi đấu ở bốn cấp độ đội tuyển quốc gia, bao gồm U19, U20, U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trước đó ở vòng chung kết U23 châu Á 2022, Khuất Văn Khang bất ngờ được huấn luyện viên gong OQ tuyển chọn. Anh thậm chí được thi đấu rất nhiều tại giải đấu đó và ghi được ấn tượng tốt nhờ sự nhiệt tình, năng nổ và sức bền cao. Cụ thể, Khuất Văn Khang có 200 phút ra sân cả giải, và là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Ở trận đấu đó, cầu thủ này thi đấu 73 phút nhưng di chuyển không biết mệt mỏi, tạo ra ít nhất hai cơ hội nguy hiểm nhưng đồng đội không thể tận dụng được. Anh cũng là cầu thủ được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC chọn để kiểm tra doping sau trận đấu. Thú thực tôi rất bận với công việc của mình nên phải cố gắng gói gọn thời gian. Trong 5 phút ấy, tôi kịp nhìn ra Văn Khang và Văn Trường có tố chất đặc biệt có thể tiến bộ. Tôi muốn nói riêng đến Văn Khang và Văn Trường. Họ còn rất trẻ và cùng nhiều cầu thủ khác có thể khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhưng thực tế, mỗi huấn luyện viên sẽ có cách nhìn riêng, huấn luyện viên Gong Âu chia sẻ trong một buổi giao lưu cách đây vài tháng. Kế đến, Khuất Văn Khang cùng U19 Việt Nam giành giải ba của vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2022 trước khi vô địch giải giao hữu quốc tế tại Bình Dương trong màu áo U20 Việt Nam sau đó. Như vậy, Văn Khang đã tiếp nối Văn Hậu khi trở thành cầu thủ hiếm hoi thi đấu ở bốn cấp độ đội tuyển quốc gia trong cùng một năm. Còn nhớ năm 2017, Văn Hậu đã chơi cho U18, U20, U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.